ở nhà nha. Alo, thành thảo Bạc Liêu. Thái Tuấn. Chị Lê Duyên. Em mới vừa đi hát về. Giờ em phơi đồ lên. Lô Trúc Lì, Nguyễn Thiện, Mông Tái Lai Đùi Tở nhà nha. Cậu ơi, hello Kim Nguyên. Khánh Trần. Dạ dạ chị Lê Nguyên, lần sau nha, tại vì em hát đó, em đồ nặng lắm, em vô làm thay đồ liền à, nên muốn chụp phải vô chụp liền chứ không có, em không có chờ được tại vì đồ nặng quá, tại bộ đồ của em tới mười mấy ký lận. Lần sau nghe. Võ Phụng, Quốc Huệ Dương, Trại Minh Hòa. Hai mới vừa hát xong nè Kim Nghĩa. Hai hát không hay về nhà, hay đi đâu lắm. Về nhà gì đó mà còn lạnh. Đi đâu mà sao lạnh. Dạ em chào cả nhà nha. Bây giờ em phải dọn đồ của em đây. Chào cả nhà. Dạ cảm ơn anh Minh Hòa, Trung Phong Cường, Ngọc Hân. Em cũng mới vừa hát về, bây giờ soạn đóng đồ xếp lại cho nó ngay ngắn. Võ Phụng, chào các em nha, chào Quân Bi, Phạm Thế Tâm. Không gì em ơi, giờ mình không làm lại làm đây thì bắt buộc mình phải làm thôi. Hello sếp Minh, sao nói xuống coi mà không thấy xuống coi vậy? Không có đi coi em hát phải không? Đi coi chỗ khác rồi nè.
Cảm ơn Diễm Quyên. Hôm nay anh hay hái chích đoạn cà gót nên về sớm. Về soạn đồ lại phải chuẩn bị 25, 26, 27, 28, 29. Đúng rồi Phạm Thế Tâm, trang phục của mình Kim Nguyên. Tôi đâu, mấy nay hay thiếu ngủ hay ngồi hay đâu hay ngáp đó, như scare. Ngồi đâu ngáp đó, ngáp giống như là hả, mà thiếu ngủ 80. Giống như là không được, không được ngủ gì đó. Ngồi đâu ngáp đó, ngáp quá trời ngáp. Nãy đi hát ngồi ngáp, trời ơi. Đúng rồi em, trang phục là của mình em. Nè, một ống trang phục nè, đó. Khánh Nam. Em hát ở Bà Rịa chị Quyên ơi, với lại ở Bạc Liêu. Em còn hai xếp Bà Rịa, hai xếp Bạc Liêu nữa là hết bộ chầu tháng này. Không gì đâu, hay quen rồi. Hay quen là một công việc của mình rồi, đâu phải mình phải tự làm. Chứ mình không tự làm thì ai làm cho mình. Sao không vô chụp hình với ai? À, Khánh Nam nhập cái cung này là ra không được đó. Vô cung này là mê mẩn luôn đó, cung mình là, cung mình là cung mê đó nha cưng. Hiệp Trần, hello em. À, hôm nay anh diễn chích đoạn thôi Hiệp. À, rồi diễn xong anh về sớm nên anh dọn trang phục mới hát chầu của anh lại nè. Cũng có trang phục của đoàn nhưng mà đa số thì hình như là anh mặc của trang phục của anh không, mà anh không có sử dụng trang phục của đoàn. Tại trang phục của mình tự tin mình mặc hơn. Bạc Liêu hả Kim Nguyên, muốn em đi em dọn giùm cho. Tiền đâu trả Hiệp Trần, hôm nay anh diễn ở Hóc Môn Bạc Liêu, anh hai diễn ở Vĩnh Châu. Thôi một mình cũng được mà, cần chi phải hai ba người cho mệt. Mặc đồ em hả? Đồ hay nhiều lắm nè, muốn mặc đồ nào hay đưa cho đồ đó mặc. Tạ Hạo Nhiên. Khánh Nam nói là giữ lời đó nha cưng. Mê xong qua thấy đống đồ hát của tôi sợ bỏ chạy đi. Hai mê đồ lắm Nam ơi, nên hả đủ rồi, đồ quá, đồ gì cũng có đó. Cứ hát một giai là cái có bộ đồ, cứ hai ba ngày cái nêu bộ đồ vậy. Chờ anh cái nha, anh soạn đồ cái. Thôi tại vì hôm qua hát ba suất cả chục bộ đồ, trời ơi buông ra bún xỉu. Mới về em gái mưa đó, giờ xíu từ bộ nè.
Hát làm gì có tiền mà đủ tiền để mai đồ hả Kim Quyên? Đi hát được, đi hát là được vui rồi. Mình làm khác mình kiếm tiền em ơi, chứ hát sao đủ tiền. Đi hát không có dư đâu các em ơi, nhưng mà dư được cái là tình cảm khán giả dành cho mình. Em cảm ơn chị Lê Quyên. Khánh Nam thì có gì alo hay trong tầm tay hay thì hay, ok hết. Chỉ sợ đồ cầu kỳ vượt quá tầm tay hay không có cho mượn thôi, còn đồ bình thường thì hay nhiều. Như bộ đồ này nè, nặng có khoảng 12 kg à, tại vì có chín ông rồng mà, chín ông rồng mà được được dán đá kiến của Thái Lan vô nữa, nên bộ đồ nó nhẹ lắm, có khoảng 12 kg thôi. Cảm ơn em nha. Ghép ở nhà mà. Cái gì vậy? Trúc Trần. Trên người hai cái gì nó cũng giả em ơi, không có gì thiệt hết đó. Trên người hai từ trên xuống dưới đều giả hết. Hai bộ đó giờ phải ship là từ đúng rồi các em ơi. Hát nếu mà muốn dư cũng khó dư lắm, tại vì một là hát mình thương đoàn, thương các cô chú nghệ sĩ, thì giờ mình đâu có thể là mình hát mà mình nói giá trên trời dưới biển đâu. Chỉ khi nào được tăng cường á thì giờ lương thì mới ok được, còn bây giờ thì hả hình như là chỉ tạm đủ thì giặt đồ thôi, chứ nếu mà nói dư ở đâu dư, có dư là dư được mấy bộ đồ hát nè, cả trăm bộ đồ hát rồi đó, là tài sản có nhiêu đó thôi, như đó là đã dư rồi. Nhưng mà các em ai yêu cải lương hồ bảng hay sẵn sàng hay hỗ trợ hết mình. Đi xa đi đâu, đi xả chết hay ơi. Kim Nguyên đáng đâu, cái bộ đồ tôm dưa hôm qua đúng của nó khoảng 16 kg em gái mưa, bộ đồ khoảng 16 kg. Còn bộ đồ đỏ mà hay hát lưu bị á thì khoảng 12 kg. Ui da, kiến cắn. À, chào Quốc Việt, hai dư mấy ký mỡ. Thì bây giờ dư dư phần nào giữ phần đó. Đóng đồ này các em thấy rồi đó, mai đồ mới đi hai, tại chợ hai đi, cái gì cũng đòi hỏi á mà không tài trợ gì hết là sao? Đồ này chưa được mới nè hả? Chào Lê Bá Nho. Quỳnh Phương Khanh. Sắp về là về giờ nào báo tôi biết, cho tôi còn hả xe lon phụng liễn tôi rước về âm thầm ai biết đâu mà rước, hay là tính đợi chưa, đợi chuông vàng vọng cổ hay là danh ca vọng cổ rước mới chịu. Đồ có hai đồ văn á thì 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu tùy theo bộ. Còn đồ giỏ thì 8 triệu, 7 triệu, 9 triệu tùy theo bộ.
Em gái mưa, Hoài Vũ. Em gái mưa, cảm ơn em nha. Thôi được rồi, để hai tự mai được rồi. Tài trợ 10 bộ là hơi bị mệt đó. Cảm ơn Lê Bé Nho nha. Lê Bé Nhỏ hay Lê Bé Nho? Lê Bé Nhỏ phải không? Gieo nghiệp gì nữa, tôi nói đúng quá mà chứ gieo nghiệp gì. Ở đây ở không đi gieo nghiệp à, nghiệp ập à. Đặng Phước Thành, hai em hỏi hai cái ăn được mắm cá chưa. Trời ơi cái đó là quá ngon luôn bé Kim ơi, ngon lắm luôn á. Ngày bé Kim ơi, gần cái chỗ đình nhà mình có khách sạn không bé Kim? Tại vì ngày ngày 26 là hai lên hay ở đây một đêm, hay hát tối 26 sáng 27 đó bác Kim. Gần nhà mình có khách sạn không em? Thư Nguyễn, Kim Hồng, bé Gấu. Chưa đâu em, hai còn một đống đồ nè, sao đâu có ngủ được. Hai phải xong hết đồ của hai thì hai mới ngủ được chứ. Khánh Nam. Khánh Nam ơi, mấy cái mặt bộm hình nhỏ này không có bán ở ngoài. Khi nào em mang một bộ đồ của Phục Trang Công Minh thì em mới có cái mặt mặt bộm này. Chứ mặt bộm này có bán ở ngoài đâu, mà muốn mua là mua em. Thôi đi ha, tôi không có dám gieo nghiệp gieo gì đâu ha. Rồi nói tôi gieo nghiệp, quan nghiệp này nọ là mất công. Có hả? Có gì à? Em lấy giùm hai một phòng được không, gần đó không, gần ở chỗ điểm diễn mình được không bé Kim? Em gái mưa. Lâm Đăng Quy khỏe không cưng? Gì về liền đó nha, về liền đi. Trời ơi về liền đi, có ai vui biết liền. Học ở quán không có trong trường đó em. Các thầy cô dạy mình đó. Quốc Diệp mê hậu quản hả? Cảm ơn em nha. Mê là một nẻo nhưng phải biết hy sinh thì mới được em ơi, chứ mê không nó cũng không có, nó còn không đưa mình đi tới đâu hết đó. Anh cảm ơn em, cảm ơn em đã mê cái lưu hậu quản, nhưng mà để đến với nghề mê không chưa đủ. Phải hy sinh, phải đam mê nữa mới làm được. Hello Minh Sang. Biên Hòa hả Tuấn Nguyễn? Biên Hòa chắc tháng sau lại hay hát nữa. Phải chịu cực với nó, phải yêu nó, phải nâng niu nó thì em mới theo nghề được. Chứ mê không là không đủ đâu cưng ơi. Mê không là nhiều người mê lắm. Bạch Linh, chào em. Trần Minh Tâm. Minh Sang có đây hát đâu em?
rồi. Thay đổi quận 5 nè các em. Bạch Linh có gì đâu em, chỉ cần mình là cố gắng, mình cố gắng mình đừng có lo gì hết á, mình hát mình tập trung, động viên là cái niềm tin mà, hay là động viên hết mình. Hãy đợi đấy, được, hai sẽ chờ em Kim Nguyên. Ủa, cái dây áo đâu ta? Hèn gì mình thiếu một cái dây áo, trời ơi. Bà con có bác rồi. Trời ơi, xa gì đó em ở, thấy tôi em trai được không? Đó. Các em thấy không? Đâu phải là muốn hát là hát đâu. Phải chăm chút nó, phải yêu nó, phải thương nó như người vợ của mình vậy đó thì mới có tiến bộ được. Từ bộ chào Nương Nguyễn, đúng, mê không chưa đủ. Hương Ngô ơi, đợt này là hai không ca Cha Trang được rồi, hai xin lỗi em, xin lỗi nhiều lắm, tại vì hai bị dính vô kỷ niệm 100 năm cải lương, ngay ngày 28, 29, 30, 3 ngày tập liên tục, hai không bay được luôn rồi em ơi, sorry Hương nhiều nha, Thái Vinh hết bệnh chưa? Hết bệnh chưa em ơi? Đi chích đi cưng ơi, đừng để hoài quá, cái em bị trúng nước rồi đó. Em mà để hoài, em để hoài là không có được đâu nghe Vinh ơi, đi chích đi. Trời ơi, cái kim tay đâu vậy? Da trời ơi cái kim tay. Tội nghiệp em, tôi thọ bệnh trầm kha. Đi chích ngay chỗ Nguyễn Quy Trinh với lại Trần Đình Xu á, nhà thuốc Tây Đức Huy á, chích hay lắm. Đừng có để hoài nó không tốt em ơi. Nghe là hai đi chích đi. Đi chích cho khỏe đi cưng. Trong tình xa thương nhớ Kim Nhi à, đừng có gieo quan nghiệp nữa nha Kim Nhi. Em gái mưa Nguyễn Chí chưa ngủ hả em? Út nay cũng bệnh kìa, vô nước biển kìa. Trời ơi, tôi có hai đứa em mà tôi lo gầu quá trời đi thiệt chứ. Dạ anh Hoàng Thanh, em mới vừa về, em soạn đồ để em đi Bạc Liêu với lại đi Vũng Tàu. Em hát Vũng Tàu 26, 27, 28, về 29 em đi Bạc Liêu. Nên em phải soạn đồ trước tại em có một mình nè. Trần Kim Hồng ngủ ngon em nha.
Rồi tới bộ đồ Đông Dương đuổi. Đúng rồi Lê Anh, bộ đồ của hai nặng mười mấy ký đâu. Làm việc giờ này làm việc gì nữa ông, nghỉ ngơi giùm tôi có đi, chờ sức khỏe đó. Em mà thức đêm quá em cũng bị khắc tắc tiếng nghe thấy Vinh, đừng có ỷ y như em ơi, giữ sức đi, em bị tắc tiếng mà còn làm việc gì nữa. Bộ đồ này bộ đồ Tông Dương này nặng cực kỳ nặng đó đi. Khánh Tâm hai đây, hai ui hai bữa cái gì coi tuần chưa soạn đồ nè, soạn đồ 26 27 hát ở Vũng Tàu rồi về 28 tập tuần, 29 hát Bạc Liêu, có mình hai soạn cho xong cho đội. Hai quen và sang ơi, có lẽ các em có cái dài đi, nói cái dài này không là ghét không nổi rồi. Một đống hộp ở trên đây nữa. Em gái mưa không sao em, chỉ cần làm cho khán giả mãn nhãn và mọi người yêu thích, dù có cực cách mấy mình cũng không. Thật sự là đồ rất là nặng nhưng mà lúc đó không, mặt hát không nặng lắm. Chờ tí cả nhà nha. Kim Nguyên ở vô mùa trầu thì nó hơi cực, nhưng mà hết mùa trầu thì nó buồn. Cảm ơn em gái mưa, hai không sao nè, hai thấy cũng quen, giống như hai tập cho mình một cái nhiên heo đi quỳnh, hai tập cho mình một cái nội lực là phải làm việc, phải làm việc, dứt khoát phải làm việc, chứ không cho mình một cái mình ngồi chơi, không cho phép mình ngồi chơi mà là phải làm việc. Không chân khoan, quen rồi Chí ơi, bây giờ mình không cực, ai cực cho mình đây, mình phải tự làm thôi em. Mà mình mà còn không chịu cực của mình nữa thì ai chịu cực cho mình. Thôi thì mình tự làm.
bà Châu Nhi bà cũng bệnh luôn rồi là sao hai không hiểu. Bé Thảo ơi, đúng rồi, tự làm cho nó quen. Hay là hãy tự soạn đồ có hay không à? Hai mới đi hát về ngồi buồn quá, không làm gì nên livestream nhập nhạp với các em. Có Thảo, hai mới vừa đi hát về Thảo ơi. Chào các Quỳnh, hello em gái Bình Tinh, đang làm gì đó không nghỉ ngơi đi. Hai đây, ăn sao được mà ăn, nghỉ sao được mà nghỉ, một đống đồ không ai lo hết đúng không ơi. Chờ tội nghiệp em tôi hôm nay dọn dẹp nhà cửa để cho các anh chị làm đi, nghỉ ngơi đi, mới vô đất biển mà cái nè hai mới làm mà đẹp không Út, hai mới làm nè đó. Cảm ơn Minh Sang, Nguyễn Thủy, Ức Kỳ, cảm ơn các em nha. Cảm ơn các em nha. Cái gì cũng phải tự làm mới Thảo ơi. Bây giờ mình không làm thì đâu có ai làm cho mình. Nên thôi mình cố gắng mình tự làm. Hai là hay quen rồi. Hai phải tự làm, tự mài mò mọi thứ hết. Các Bình, hello chị 11 ơi, chị khỏe không? Cảm ơn Nguyễn Chí nha. Với anh không có ngày nào lễ, ngày nào Tết đâu chị ơi. Hình như anh làm việc suốt rồi. Mấy ngày lễ, mấy ngày thường, mấy ngày gì của người ta đi chơi là anh cắm đầu cắm cổ anh làm việc à. Cái gì ờ? Tự nhiên vô ờ. Vô lý. Ờ không có chủ nghĩa gì hết trơn rồi. Cảm ơn các Bình, Quang Minh Vương. Ờ, phải có chủ nghĩa gì chứ. Hello bé Minh, em gái ơi. Kim Quyên, cảm ơn các em nha.
em gái mưa. Trời đi theo hát trầu cực lắm các em ơi. Đi hát cực lắm các em thấy đó, đâu phải là muốn hát là hát đâu. Vừa được ăn vừa được xem hát hả? Ăn giọng quá. Dễ quá. Vừa được ăn vừa được xem hát. Ăn giọng hả Quyên? Đoàn Bảo Ngọc, ca bên Trần. Mới dép cưng hả? Cảm ơn các em nha. Thư Nguyễn. Mình hay la suốt ngày mà. Hồi bữa không có uống hả? Hay hỏi bí thư chạy. Chạy quá thì chạy luôn. Sao vậy? Chào Thái Toàn. Thái đang dọn ba cái đồ lại để chuẩn bị đi hát. Cùm Nguyên Nguyên chào các em nha, chào hai cái nha, hai đang soạn đồ các mấy cái cờ để đi ngoài. Sáng nhau ta 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 hướng kia ghi lòng ông tớ nguyệt lão về chưa Ngọc ơi? Ngọc Sài Gòn kia em gái ơi.
ăn giọng quá. Trời ơi, một đống đồ thì cứ... Em gái mưa, cảm ơn các em nha. Hai phải làm cái xong cái đã. Tính hay ngộ lúc không xong hay ngủ không được. Không có làm cho qua được, phải là làm cho xong mới được. Hoàng Sơ Kim Sophia, em mới vừa đi hát về anh Sơn ơi. Quyên à, bạn bớt du quan lại cho mình đi Quyên, bạn hơi bị du quan cho mình đó Quyên. Bớt du quan là bớt là ốp là liền à. Bà Voi ngủ chưa? Tháng 12 coi chừng em có một thứ ở miền Tây đó cho em ngày nha, tại vì em đi Hà Nội đó anh Sơn ơi. Nếu mà thương em cho em ngày trước đi, cho em có ngày trước là sư huynh nha.
Ngày mai hả? Không có hát. Thôi khỏi bên tôi đi. Cảm ơn cô. Cô bên tôi quá. Có gì cho em ngày nha anh Sơn ơi, cho em cái ngày để em biết em tránh cái lịch công ty ra, tại dính là công ty không đi được ổn lắm. Thái Điền Nguyễn, khỏe không cưng? Một đống đồ này bà con cô bác ơi. Lui sớm vậy? Ở đây chặt chém chơi. Mắt đe bông rồi Nguyễn ơi. Trần Kim Hằng. Đúng rồi thưa Nguyễn, đe bông hết tan đại, mũi lột ra bị mất đi đe bông rồi. Bây giờ cộng dây chuyền thì không có đe bông. Hồ Lâm. Mấy giờ rồi ta? Chào các em nha. Hai quen là không sao.
11 giờ rồi hả? Hay là tại tới mùa chầu hay còn 4 suất nữa nên hãy cố gắng làm cho xong các em ơi. Phải dùng tới điện rồi. Chưa em, giờ hai phải làm cho xong. Tại vô chầu rồi mà giờ không làm rồi là không còn kịp nữa. Không sao Phú Quý, anh quen rồi. Chứ cái này mình không làm ai làm em. Phải làm thôi. Trời ơi. Đi bà hội dễ sợ không? Cảm ơn các em nha. Chờ lấy nước cái đã. Nóng lòng quá. Dạ không sao, Lê Thị kêu qua. Hôm qua xong rồi qua ngủ liền. Tại giờ còn đóng đồ chưa xong thì đâu thể nào bỏ được.
Lê Ngọc Bích, em phải làm rồi chứ giờ không làm có ai làm đâu. Không phải là xiên mà giờ không có ai làm, phải làm thôi. Giờ đợi cái nóng rồi là dán. Sao đây dán bắt chấp luôn vậy đó. Lại còn 4 chiếc chầu nữa. Giờ phải gắng làm đồ để đi hát. Mê hồn mà. Mới ta nói mê hồn không bỏ được thì thấy không. Không sao Phú Quý, làm cho nó xong cho rồi em. Tại mình làm xong xuôi á, mình yên tâm hơn. Chứ giờ mình để, mình để mình còn không yên tâm nữa. Thà là mình làm xong xuôi một cái rồi mình để luôn. Hơi khó làm mà giờ cũng phải làm. Đúng rồi Thương Nguyễn, hai đang làm đợi cho hết luôn nè em. Cảm ơn em nhắc hay nha. Dạ em dán nó chết luôn, tại vì mỗi củ ché, củ chó nữa là em dán nó chết luôn Bích ơi. Để cho mình không có sử dụng lại nên em có ghim, em dán cho nó chắc luôn. Để cho nó đi theo đồ luôn. Chứ giờ ghim tháo là tháo vô nó sức hoài. Chịu Tử Linh, chưa ngủ em.
em vừa ghi em vừa dán luôn á Bích, mà nó còn chưa chắc nữa. Alo Tommy. Ủa mai em hát Cần Thơ hả? Hay không sao nè, hay làm cho xong luôn. Hai cái hai cái Đình Tân An hát cái đoạn ai em? Hát cái đoạn ai vậy chị Tú Linh? Đoàn Thái Phương hả? À, Đoàn Thái Phương Khoa Tăng Cường rồi. Hôm qua cũng chuẩn bị về Bạc Liêu nè, 29. Anh hát Vĩnh Châu, hát cái đồ Thái Bình. Hát ở Vĩnh Châu đó Linh, hát cho đồ Thái Bình em ơi.
Ok em, ngày 29. 29 tháng 12 nha. Là ngày 23 tháng 11 ở dưới á. Nếu có thời gian này qua chơi với hai. Xong xuôi. Ok em nha. Nó hát góp ấy, tàu cũng lụm lại nè. À, đây là một đống tàu với đây. À, anh quen rồi, Linh ơi. Anh không có xong việc, anh không có ngủ được. Phải làm cho xong hết rồi mới ngủ được em. Người hãy quên em đi. Nakun, đang làm gì em? Sao mà quên được? Chưa gặp mà kêu quên. Chắc chết quá. Lương anh đã có bán hết đâu, anh chọn ba cái đồ hát của anh. Anh mà bán chắc bị trúng vỡ luôn á. Mai là làm đồ hát cho mình không mà còn bị qua. Rồi thôi, chào các em nha. Chào các em nha. Giờ hai soạn đồ hay đi công việc đây. Bye bye.